Làm thế nào để nhận biết thị trường đang trong xu hướng uptrend? Uptrend là xu hướng tăng giá tổng thể của thị trường. Và trong khi thị trường đang trong xu hướng uptrend thì chúng ta sẽ thấy là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau thì cao hơn đáy trước. Các cách để nhận biết thị trường đang trong xu hướng uptrend. Đầu tiên đó là dựa vào đường trendline. Nhà đầu tư cần thiết lập biểu đồ giá, vẽ đường trendline để xác định xu hướng của thị trường. Nếu đường trendline nối các đỉnh và đáy có xu hướng đi lên thì cho thấy thị trường đang trong xu hướng uptrend và tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên cần lưu ý độ dốc của đường trendline càng lớn thì xu hướng uptrend càng dễ bị phá vỡ đảo chiều. Độ dốc của đường trendline càng nhỏ thì khó mà những cái dự báo nó chính xác được. Và đường trendline càng tồn tại lâu cũng như là thời gian lâu thì càng chính xác. Thứ hai đó là dựa vào đường trung bình động MA. Nếu giá cổ phiếu biến động vượt MA20 thì cho thấy xu hướng uptrend ngắn hạn. Nếu giá cổ phiếu biến động vượt MA50 cho thấy xu hướng uptrend trung hạn. Và nếu đường trung bình động MA20 vượt MA50 thì cho thấy xu hướng uptrend dài hạn. Thứ ba đó là dựa vào giá cổ phiếu. Giá cổ phiếu tăng vượt mốc kháng cự thì cho thấy xu hướng uptrend sắp diễn ra. Ngoài ra thì theo dõi thêm chỉ số của VN-Index có vượt mốc kháng cự hay không. Thứ tư, dựa vào đường MACD. Đường MACD thì được thiết lập bằng cách so sánh biến động của các đường trung bình động với nhau. Sau khi vẽ đường MACD thì nhà đầu tư có thể thấy xu hướng uptrend diễn ra khi mà chỉ số từ dưới đi lên. Những lưu ý cho nhà đầu tư trong xu hướng uptrend: lựa chọn đúng mã cổ phiếu uy tín để tham gia. Liên tục theo dõi xu hướng thị trường và cập nhật những thông tin liên quan đến xu hướng. Theo dõi đường trendline để đặt lệnh mua bán phù hợp. Có chiến thuật rõ ràng, cụ thể để mà đầu tư. Nếu bạn thấy đây là video hữu ích thì nhấn like và follow kênh. Và mình là Thanh Huyền, người tư vấn hỗ trợ nhà đầu tư theo chỉ báo của Ichimoku.